Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Phước Sửu Realtor. Và hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu đến quý chị một phân khu khá đẹp là phân khu Zai Edu County, là một phân khu của dự án Sanga Nhà Bè. Và một siêu phẩm Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý chị đó là shop house mặt tiền của đường Nguyễn Hữu Thọ với diện tích ngang 7, dài 18. Và như quý chị đang xem video thì được thiết kế gồm 1 trệt 3 lầu, ở trên có áp mái và sân thượng. Ở đây thì rất là phù hợp với lại kinh doanh, bởi vì ngoài cái con đường Nguyễn Hữu Thọ thì chủ đầu tư còn chừa thêm một con đường 12m và một hành lang vỉa hè khá rộng rãi để quý chị có thể là dừng đổ xe mua sắm, một cái sản phẩm khá đặc biệt. Và ở đây thì pháp lý sẽ là có sổ hồng sở hữu vĩnh viễn với một mức giá cực kỳ hấp dẫn, hiện tại chỉ khoảng 18 tỷ. Quý chị có thể sở hữu được một căn shop house mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ cực kỳ đắt giá này nhé. Giá thời điểm trước cao hơn rất nhiều. Và bây giờ quý chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Phước Sửu sẽ cung cấp cho quý anh chị nhiều thông tin hơn nữa về dự án Sanga Nhà Bè và đặc biệt căn shop house này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.